các anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nha. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Lại là một người chú đáng kính này, chú Bộ này. Chú lên chơi, chú ấy thấy máy đẹp nhiều quá, chú thích, chú mua luôn 3 con máy. 2 con máy lớn, 1 con máy nhỏ. Rồi chưa dùng đến đâu. Chú mua một con máy 6WF1 máy điện và một con máy Mitsu 8DC9-3A và một con máy Isuzu 4KH1. Máy em vừa về vẫn ở trên pallet nhá. Mà con máy này là mua không nổ anh em ạ, máy mua không nổ luôn. Đây, tháo vào này nữa xính rồi. Mua máy không nổ luôn, về chú ấy lắp lên cái kia. Đây, con này là con Mitsu 8DC9-3A này. Vừa mới về máy chưa rửa giấy gì, chưa gì. Lấy ra xem. Đây, máy đẹp rực rỡ luôn nhá. Máy không nổ, con này là lòng của nó là 1 tấc 35, vòng tua của nó là 2001 và mã lực của con này nó phải rơi vào tầm 360 ấy. 360 nhá. Máy này là máy bãi đấy, máy Nhật, Mitsu của Nhật luôn. Đưa cho cháu 16. Được, đổi các, mang cái cũ về đây. Có bao nhiêu? Đó. 15 triệu. Đây. Cả chú còn lấy cả cái mặt máy nữa anh em ạ. Viết hết này. Đây này, bao mấy triệu chú? 3 triệu đấy nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Bơm to nhá, con này đời máy bơm to rồi. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này. 10, 15, 3 triệu này. Được rồi, đẹp. Rồi nhá. Dây co dầu 7 màu hết này. Đây luôn. 20 triệu đấy, xem là phải tháo những cái gì thì bảo bọn nó để bọn nó tháo lại ngay. Đây. 7 màu rực rỡ luôn nhá. Đây này, tất cả ốc quy lát này còn zin hết này. Ốc quy lát zin hết này, dây có dầu này, 7 màu này. Bơm to à, con này là đời C93A, nó ra chưa? Nó như kiểu là giữa C9 với C11 đấy. Con này nó to hơn, khỏe hơn C9. Ê, ui dồi, chú ơi, đánh dấu chữ to lổ lô đây này, ai dám lệch nữa. Đít bơm to nhá. Đây, tất cả cái chống nóng thứ với còn 7 màu hết. Tháo những cái ấy đi Linh. Bơm nước, xem con máy này có bơm nước không nhỉ? Đó lại bơm hơi em ơi, bơm hơi. Thì về tháo bơm hơi trả lại đâu, được không? Đây. Đây này, con bơm hơi này bây giờ tháo kiểu gì đây? Đây, sinh hàn sinh nhất này. Ôi, mới tinh luôn. Bơm hơi, con kia vẫn có bơm hơi. Mỗi tuổi chỉ đành cái thứ tháo ra hết rồi. Mà ông lấy nó lại lại con máy đấy. Cháu không thích mua cái loại đầu gốm đấy đâu. Cái này mày tháo ra nhưng mà... Cháu lấy làm gì cái đấy? Bơm hơi gì? 100% cốt không rồi con này à. Đây. Máy chưa động chạm gì luôn. Bô xả bô xiếc này vẫn chưa bị gì nhiều đâu nha anh em nhá. Đây để phải tháo lấy lại một số thứ này. Đặc biệt không? Thôi còn lấy lại bàn ép làm gì? Lấy cho nó lấy cái. 7 màu dây có dầu 7 màu hết, mua còn không cần nổ cơ. Đấy nhá, vừa review xong con máy C9-3A cho chú rồi. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em nào có nhu cầu về cái dòng máy lớn này, về mua về hút cát này, chạy tàu thuyền hay là làm gì ấy, thì anh em liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em vừa về rất là nhiều máy, các loại máy luôn, máy lớn, máy nhỏ, đủ các loại, phục vụ cho tất cả các anh em có nhu cầu mua máy nhá. Tư vấn, cần tư vấn máy móc gì thì cứ alo, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cho anh em. Đây, máy còn nguyên zin hết, 7 màu này, chưa 7 màu vàng rực rỡ luôn, chưa động chạm gì luôn. Chưa động một con ốc nào luôn nhá. Máy đẹp quá, vừa về lô máy đẹp, chú Bộ mua còn không cần nổ cơ. Không cần nổ nhá anh em nhá. Kinh điển luôn. Đây, chưa tháo ra bao giờ luôn này. Hai bên giờ lốc mới tinh luôn. Đẹp rực rỡ, đẹp mê hồn luôn. Em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em có nhu cầu thì cứ alo.
Mà đặc biệt là nếu mà anh em có mua đồ vật hay là mua cái gì thì anh em chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá. Đồ và bao giờ đồ cái đồ cũ đi theo máy này là giá trị sử dụng nó còn cao lắm. Và em Hưng cũng xin lưu ý là nếu mà mọi người cái video em đang lên đấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người vào cái phần mềm YouTube, TikTok, Google tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh hoặc là động cơ ô tô Hưng Thịnh VP88 nha, và trong nó sẽ ra đầy đủ 4 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, có động cơ xe thùng, xe ben, xe thùng, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có làm ăn uy tín hay không, người ta có cơ sở đồng hàng không nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em có điện cho em bảo là có biết người này người kia hay không, em chuyển tiền cọc cho người ta mà bây giờ người ta gửi vào một con máy không đúng. Khi mà gửi video người ta gửi một con máy rất là đẹp mà khi gửi vào là một con máy không đúng. Bây giờ em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy dở không dùng được. Thật sự rất là buồn. Những cái chuyện như thế xảy ra nhiều ấy thì chắc chắn là anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, thì sau này anh em sẽ không muốn mua hàng trên mạng nữa. Mà em là người bán hàng trên mạng rất là nhiều mà như thế em sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì thế mà ở video cũng nhắc nhở anh em để anh em không dính vào những trường hợp như thế xảy ra. Em thì thực sự là làm ăn rất là uy tín, chưa có sai với bất kỳ một khách hàng nào cả. Mà vì một số thành phần như thế mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn. Vì thế mà vì cái lợi ích của khách hàng, vì lợi ích của mình, lúc nào cũng phải ở video nào cũng nhắc nhở mọi người rất là kỹ rồi, phải cẩn thận và lưu ý nha. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn chú Bộ vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở. Chú ấy mua một phát 3 con máy luôn. Chúc cho chú mua mấy con máy của cháu về dùng thật bền, dùng thật tốt. Mong sao lúc nào những con máy mà chú mua của cháu lúc nào nó cũng khỏe mạnh. Đi đây lấy nhá. Lúc nào cũng khỏe mạnh và mang lại cái giá trị kinh tế nhiều so với số tiền mà chú đã bỏ ra để mua nó nhá. Đây, đang cẩu lên xe đây. Và cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu để xem và theo dõi những cái video của em đã ra nha anh em nha. Để đấy cho nó cẩu lên em ơi, mình không phải cẩu lên đâu. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu để xem và theo dõi những cái video của em nhá. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Đây, máy đang cẩu lên xe để đi này. Đang cẩu lên xe cả con 6 viên kép điện này, 6 viên kép điện này. Ok luôn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.